Bảo Phát xin chào tất cả nhà các bạn. Hôm nay nhà đất Bảo Phát có một cái căn nhà giới thiệu cho quý anh chị mình rất tại nằm ở tại khu phố 2, phường Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai. Thì hôm bữa có một khách ở tại phường Tân Phong có hỏi Bảo Phát ơi, hỏi Bảo Phát là em muốn mua nhà ở bên chợ Điều, khu phố 2 Long Bình, tài chính em tầm 3 tỷ mốt có thể mua nhà có sổ mới xây, diện tích trên 100 mét vuông có không anh? Thì có nha, hôm nay là Bảo Phát sẽ giới thiệu cho bạn một cái căn nhà tại khu phố 2 Long Bình, chợ Điều luôn, cách chợ Điều khoảng tầm 300 mét. Đây là toàn bộ cái diện tích của căn nhà. Thì ở đây, chỗ khu vực ở đây là một cái không gian của nhà phòng khách. Thì chủ nhà cũng để cho mình lại một cái bộ ghế sofa mới 100%. Bộ ghế sofa này có giá trị giá cũng chơi 10 mấy triệu ha quý anh chị ha, 10 mấy triệu bộ ghế sofa này cộng như các bạn. Thì khu vực ở bên này chúng ta có thể để xe, hoặc là chúng ta có thể để thêm trang trí thêm những cái khu vực này để dành cho để xe máy nè, và có thể trang trí thêm một cái bàn, có một cái bàn gì đó cũng được ha quý chị ha. Trên đây thì là một cái chủ nhà cũng đã thiết kế để coi cho mình những cái chậu cây, chậu hoa rất là đẹp theo phong thủy luôn đó. Chúng ta có thể dán thêm những cái bức tranh lụa, bức tranh lụa 3D ở đây cũng được đó. Thì nhà cũng thiết kế cho mình một cái cửa cuốn bằng điện của Đài Loan. Thì cửa cuốn này rất là tiện ích luôn, rất là nhẹ nhàng và xịn sò luôn. Thì bên cạnh đây chúng ta cũng có bộ rèm cửa kết hợp với cửa nhôm ha, rất là đẹp. Bộ ghế sofa thì không gian phòng khách cũng rất là rộng. Tiếp đến thì Bảo sẽ review cho mọi người cái không gian của đó, là cái không gian của không gian này là không gian của nhà bếp và kết hợp với một bộ bàn ăn. Thì bộ bàn ăn thì chủ nhà sẽ để ở đây, nhưng mà bộ bàn ăn là chưa có về ha. Thì bên cạnh đó chủ nhà cũng sẽ thiết kế cho mình một cái phân gỗ để khúc này để che chắn cái bữa vị trí khu vực của bàn ăn với lại cái phòng khách. Thì phòng nhà, phòng bếp thì không gian của phòng bếp thì cũng có lắp đặt cho mình là kệ tủ trên và những kệ tủ dưới. Đây là kệ tủ ha. Kệ tủ này thì cũng rất là xịn sò, phù hợp với cái màu tông của cái màu tủ này, thì nó cũng kết hợp với cái màu tường. Bên cạnh đó, đặc biệt chỗ này thì chủ nhà cũng lắp đặt cho mình những cái tấm kính để khi chúng ta trong quá trình nấu ăn thì nó sẽ không có bị bám dầu ăn lên trên tường, sẽ bị dơ bẩn. Thì cái này có tấm kính thì lau vệ sinh cũng rất là tiện nghi. Thì kệ bếp thì cái mặt bếp thì cũng được ốp đá hoa cương. Đây là cái kệ tủ dưới, kệ tủ dưới để chúng ta để thêm những cái vật dụng gì bên trong này ha. Thì và cái không gian của nhà bếp rất là rộng rãi luôn. Đây là lavabo đó, có nước sẵn rồi nha quý anh chị ha, nước đã có sẵn rồi nè. Đây, và bên cạnh đó thì chủ nhà cũng đang lắp cho mình thêm cái dạng cái đồng hồ thế này. Đây là cái đồng hồ thì chủ nhà sẽ tặng cho mình luôn, cái đồng hồ này sẽ lắp ngay trong vị trí của phòng khách ha. Rồi bây giờ Bảo sẽ giới thiệu cho mọi người cái vị trí không gian tiếp theo, đó là vị trí của phòng ngủ. Thứ nhất thì nhà này gồm có 3 phòng ngủ, một phòng khách và một nhà ăn, một phòng bếp và tương đương một nhà bọn, một cái không gian để xe. Thì nhà một lầu một trệt, có một phòng thờ. Bây giờ Bảo sẽ giới thiệu cho mọi người một cái phòng ngủ thứ nhất. Đây là cái phòng ngủ thứ nhất dành cho những người mà lớn tuổi á, lớn tuổi họ không có lên cầu thang được, thì chúng ta có thể ngủ ở cái không gian phòng ngủ dưới này đó, cũng rất là rộng luôn. Hệ thống máy lạnh âm tường sẵn cho chúng ta luôn. Đây thì dàn hệ thống máy lạnh đây. Bên cạnh đó cũng có phòng ngủ ở tầng trệt, thì cũng có thiết kế một cái cửa sổ. Đây là cái cửa sổ kéo ra kéo vào để rất là tiện lợi, kết hợp với ổ khóa của Casa Sunkist. Đây, ổ khóa này cũng rất là xịn sò nha quý anh chị ha. Đấy, rất là xịn sò. Rồi bây giờ mình Bảo sẽ đi quay cái vị trí không gian của thứ hai, đó là không gian nhà vệ sinh ở vị trí tầng trệt. Đây là không gian của nhà vệ sinh. Thì nhà vệ sinh ở bên dưới thì nó đơn giản hơn là cái nhà vệ sinh ở trên lầu. Cũng có đầy đủ vòi sen, vòi tắm và lavabo. Đó, cũng toàn bộ là thiết kế mới hết 100% luôn. Rồi, tường thì cũng được ốp gạch lên tới nóc luôn ha, tới tầng, cho nên rất là sạch sẽ. Rồi bây giờ tiếp tục Bảo sẽ giới thiệu thêm trên lầu. Đây bây giờ Bảo sẽ đi lên lầu ha. Lầu trên cầu thang thì cũng đã ốp đá hoa cương nè. Tay vịn hai bên được làm bằng gỗ, và gỗ này rất là xịn sò, rất là chắc chắn luôn ha. Đó, rất là chắc chắn luôn. Thì không gian ở trên lầu thì gồm có là 3 phòng ngủ và 2 phòng ngủ
một phòng thờ. Nếu phòng thờ thì ta sử dụng làm phòng ngủ cũng được, và có thể làm phòng khách cũng phòng ngủ cũng được ha. Thì đây, đặc biệt hơn là cái không gian phòng ngủ trên lần tầng 1 thì nó sẽ rộng, cực kỳ rộng. Phòng này có thể là cho gia đình mà nhà có đông con, hoặc là cho cặp vợ chồng đó có thể thích bộ bàn trang điểm nè, hay là các cái bộ tủ gỗ hay là giường gỗ thì rất là tiện nghi, bởi vì cái phòng này nó rất là rộng luôn. Phòng này diện tích có lên bao nhiêu ta? Gạch này là gạch 80. 1 2 3 4 4 mét rưỡi ha, 8 cho 5 đi ha. 5 nhân 8. À, phòng này trên bao gần 40 mét vuông. Phòng này gần 40 mét vuông. Thì hệ thống âm tường của máy lạnh có sẵn nè. Thì kết hợp cái này muốn chủ nhà chúng ta có thể tự thiết kế cho mình những cái trang trí ở tận những cái ô vuông như thế này. Đó, sẽ là người ta sẽ dán thêm những cái bức tranh nào đó để cho cái phòng mình nó lung linh, nó đẹp hơn, thêm một cái phần decor nào đó nó hấp dẫn hơn. Thì cửa thì cũng được là cửa nhôm. Rồi tiếp đến thì mình sẽ đi giới thiệu cho mọi người một cái không gian phòng ngủ thứ hai ở trên lầu 1. Đây là không gian của phòng ngủ thứ hai. Thì ở không gian này, phòng ngủ này, chúng ta có hai cái cửa sổ để ngó ra bên ngoài phía trước. Thì đây là chúng ta có thể làm một cái cửa sổ để chúng ta có thể nhìn ra được bên ngoài nè, rồi lấy đi ánh sáng rồi không khí tự nhiên từ bên ngoài vào ha, rất là tiện ích. Và cũng có rèm cửa để chống nắng nè. Đó, đây là những rèm cửa. Thì cái phòng này là phòng ngủ thứ hai trên tầng 1 ha. Giờ chúng ta sẽ đi qua một cái không gian phòng ngủ thứ ba. Cái này gọi là phòng ngủ thứ ba mà cũng có thể chúng ta sẽ đặt cho nó là vị trí gọi là phòng thờ. Thì cái này có thể làm phòng thờ được và phòng ngủ cũng được ha. Thì hệ thống máy lạnh cũng nó lắp đặt cho chúng ta rồi đây. Đây là cái dạng hệ thống máy lạnh nè, âm tường sẵn rồi, ông đồng đi sẵn rồi. Đó. Rồi bên ngoài, bên đây, khu vực đây là cái khu vực ban công đi ra bên ngoài. Thì cái ban công cũng rất là rộng để cho chúng ta có thể đi ra ngoài ngắm gió và xả stress khi một ngày làm việc căng thẳng. Thì bên này ta có thể trồng những cái vườn cây hoặc là những cái vườn hoa bông hoa gì đó bên ngoài ha. Thì cũng rất là tiện ích cho chúng ta khi chúng ta trang trí ở bên ngoài, thêm bên ngoài đây. Thì bên ngoài có thể nhìn ở bên ngoài, đây nhìn ở bên ngoài nhé, phía trước mình. Phía trước thì chúng ta thấy là nhà dân ở đây thì rất là đông đúc và hiện hữu luôn. Đó, dân cư đông đúc và hiện hữu. Bên phía bên khu vực bên ngoài kia là cái đường là đường chính luôn, trục đường chính ha. Thì đó là cái đường đi thẳng lên, là một hướng đi thẳng bên tay phải á, là đi về chợ, còn hướng tay trái đi về vật liệu Cầu Chí. Bên Cầu Chí ha mọi người ha, dân cư đông đúc. Thì ở khu vực bên này là chúng ta có một cái dãy phòng trọ nè. Đó, dãy phòng trọ. Thì các căn nhà này nó là hẻm cục ha, hẻm cục nhưng mà đường xe hơi, đường xe tải. Mọi người có thể quay bên kia xe tải nó vào tận nơi được à. Đó. Xe tải nó vào tận nơi này. Em quay thẳng qua bên cái góc bên kia luôn, có thấy xe tải á. Đó. Mọi người thấy không, là xe tải, xe cuốc, xe ben gì vào tận nơi được ha. Đó. Mặc dù nó đường cục nhưng mà nó là cái đường này là đường 3m ha, cũng rất là rộng rãi và thông thoáng luôn. Đó. Còn bên kia là dãy phòng trọ cho thuê. Đó. Thì cái diện tích của căn nhà chúng ta rất là rộng ha. Trên 80 mét vuông thì mà sở hữu được căn nhà thế này, mà sổ hồng riêng. Đó, nằm tại trung tâm của khu phố 2, phường Long Bình, Biên Hòa luôn, chợ Điều. Đó. Thì mà mọi người thấy mà tầm tài chính tầm 3 tỷ mà sở hữu được một căn nhà tầm ngay tại vị trí trung tâm thì cũng rất là tiện ích luôn ha. À mà quên, để mình phá cửa lại cái này. Em phá cửa lại cho mình xuống luôn nha. Đây, cái cửa này cũng rất là xịn nha mọi người. Cửa này cửa nhôm đúc này, cũng rất là ok đó. Ban công có. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua tiếp không gian tiếp theo. Đó là không gian của nhà vệ sinh của tầng 1. Đây, nhà vệ sinh của không gian tầng 1 là thiết kế rất là đẹp luôn nha mọi người nha. Thì đầu tiên là chúng ta xài một cái hệ thống vòi tắm ha, rất là xịn sò luôn, cao cấp, mà có hệ thống nóng lạnh sẵn cho chúng ta luôn. Đấy, bồn rửa tay hiệu Casa cũng rất ok ha. Có dàn hệ thống nước nóng lạnh đây, đây là hệ thống cấp nước, cái ống lên nước đây đó. Hệ thống này tường cũng sạch sẽ, gạch thì cũng được ốp lên tận mâm trần rồi đó, rất là sạch sẽ luôn. Đặc biệt hơn, căn nhà này chúng ta có một cái không gian giếng trời. Để thứ nhất, mục đích không gian giếng trời làm gì? Nó có hai cái ưu điểm. Đó là nhất là ta tiết kiệm được ánh sáng. Thứ hai là ta phơi đồ nhanh khô. Đó, đây.
Và ở đây chúng ta có một cái giếng trời nè. Đây cái giếng trời này là tự nhiên luôn nha mọi người. Giếng trời tự nhiên nè, không có lá. Chúng ta có thể lắp thêm một cái phần nào đó để che mưa cũng được, mà chúng ta để như này cũng được ha. Để nó ta phơi đồ hay là ta để cái máy giặt rời ngoài đây cũng được nè. Đó rất là tiện ích luôn. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi xuống ở bên dưới ha. Rồi bây giờ chúng ta đi xuống lại qua bên dưới đi ha. Đây cũng có đèn cầu thang nè. Đây là hệ thống đèn cầu thang đây. Đó. Đây là cái la phong trần đây mọi người ha, la phong trần có hệ thống quạt điều khiển bằng đầu mót nè. Chúng ta nhìn từ trên lầu xuống thì đây là bên khu vực bên này là cái không gian của nhà bếp, nó rất là rộng rãi. Bây giờ mình sẽ quay tổng thể lại cho mọi người cùng xem nhé. Bên cái không gian bên này là không gian của bãi xe, khu vực để xe. Và khu vực ở bên này là cầu thang đi lên hướng tầng 1. Và khu vực ở bên này đó là cái không gian của nhà bếp. Đây là khu vực không gian nhà bếp rất là rộng đây. Và không gian của phòng khách. Thì phòng khách thì chúng ta có một cái bộ ghế salon. Thì hệ thống quạt trần thì chúng ta cũng sử dụng bằng đầu mót điều khiển từ xa. Nhà thì xài một cái hệ thống cửa cuốn bằng điện hiệu Đài Loan. Bây giờ mình sẽ quay tổng thể ở bên ngoài vào ha. Đây là toàn bộ cái không gian kiến trúc thiết kế cơ sở hạ tầng ở bên ngoài đây. Nhà này xây được xây thiết kế theo kiểu là tân cổ điển. Đó, nhà một lầu một trệt, ba phòng ngủ một phòng thờ, có ban công. Xung quanh thì dân cư ở đông đúc và hiện hữu. Đây quý anh chị, đường nó là đường 3 mét thông thoáng ha. Bờ hướng đi thẳng qua bên kia là cái hướng đường đi ra chỗ bên cầu Chí cũng như là khu chợ Điều. Nhà xây rất là chắc chắn và kiên cố luôn. Thì mình sẽ quay luôn cho mọi người cái đường đi vào để mọi người có thể thấy được rõ cái vị trí đường nha. Xung quanh thì dân cư ở đây rất là ở rất là đông, mình hai bên rồi. Thì nhà này đặc biệt là ở bên chợ Điều mà tìm được một căn nhà mà có sổ hồng riêng á, cực kỳ khó luôn nha. Quý anh chị, đây. Mình sẽ quay ở ngoài đường cho mọi người cùng xem. Buổi sáng thì ở bên này thì chúng ta có một cái quán phở, một cái quán bún với bánh canh cá nè, rất là đông luôn. Bên này đây mọi người, cái đây là cái trục đường chính ha. Hướng này thì hướng đi ra chợ nè, hướng đi ra chợ là của khu 2. Mọi người thấy con đoạn đường rất là gần luôn đấy, đường rất là thông thoáng nha. Đấy. Còn cái hướng bên này á, là hướng đi ra ngay chỗ bên vật liệu bên Cao Chí, đi thẳng khu công nghiệp Amata luôn. Đó, nhà nằm ở ngay khu trung tâm luôn. Rất là rộng luôn nha mọi người nha. Thì từ quay đầu đường mà chạy vào tới vị trí của căn nhà thì tầm 50m. 50m vào vị trí của căn nhà từ quay đường lộ luôn nha. Đường lộ chạy vào tới vị trí của nhà là 50m. Đây mọi người ha. Thì xung quanh ở đây thì dân cư buôn bán và đông đúc các hiện hữu nè. Đó. Bây giờ mình sẽ quay lại từ vị trí của căn nhà đi vào nhé. Đúng 50m cho mọi người cùng xem. Đi bộ chừng mà tí xíu là tới ngay mọi người. Đó. Xung quanh thì dân cư ở đông đúc hiện hữu nè. Đó. Dân cư ở đông đúc hiện hữu luôn ha. Hiện tại bên cái lô đất của mình á, vẫn còn một cái nhà của mình, kế bên cái nhà của mình á, là vẫn còn một lô đất đang bị xây dựng luôn, là sổ hồng riêng luôn. Cái lô này là có sổ luôn nha mọi người nha. Lô này có sổ nè. Và cũng đang trong quá trình chuẩn bị khởi công xây dựng luôn. Đó. Phía trước căn nhà của mình đây, để mình quay lại cho mình xem nhé. Nhà thiết kế theo kiểu tân cổ điển nha mọi người nha. Nhà một lầu một trệt nè, ba phòng ngủ một phòng thờ. Ở bên dưới có một sân đợi để.
Oh,